her two young daughters, Bella and Celeste, vanished. Đã 24 tiếng đồng hồ, cô Chanel Watts và hai đứa con của cô ta, Bella and Cece, đã bị mất tích. We begin tonight with breaking news. The disappearance of a pregnant Frederick woman and her two children has captured the nation's attention. Chanel Watts and her two young daughters. Đây là của Đài News, họ cũng báo cho biết lúc đó cô Chanel Watts và hai đứa con của cô ta đã bị mất tích. Cô Chanel hiện tại như bây giờ đang là người có thai. Seen in the last two days. They always. Đã hai ngày rồi không thấy cô ta. Just seem like a normal family. Denver correspondent Clayton. Gia đình của cô ta nhìn giống như rất bình thường. Sandell covered the story for ABC News. Chris. Đây là của đài ABC, họ đang nói về chuyện này vào lúc đó. Was actually on television doing interviews. He admitted that he and his wife. Anh Chris đã phỏng vấn với đài. Vợ và hai đứa con anh ta đã bị mất tích. Wife had heated words before she disappeared. It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave. Và theo anh Chris đã nói, trước khi vợ tôi mất tích thì tôi có nói chuyện hơi lớn tiếng với vợ tôi. So what was happening behind closed doors in the weeks before the family went missing? Chuyện gì đã xảy ra một tuần trước khi vợ và con của anh ta bị mất tích? On Facebook, Chanel was ecstatic about the summer. I feel really. Trên Facebook thì cô Chanel cũng rất là vui khi sắp tới mùa hè. Really blessed this summer. 6 weeks we're going to be in North Carolina with Cece, right? We're going to have a lot of fun. She was very. Cô ta nói trong 6 tuần cô ta sẽ đi tới nhà ba má của cô ta chơi, sẽ rất là vui. Excited to be going to North Carolina, seeing her family, the children love the grandparents so much. Sẽ đi qua bên North Carolina để thăm cha mẹ của cô ta và hai đứa con của cô ta rất là vui khi đi qua bên đó. You were with them for 6 weeks. 6 weeks. Go to the beach. We played in puddles. You played in the rain. We got all. Cha mẹ của cô ta nói, chúng tôi đi bãi biển, chúng tôi chơi tắm mưa, rất là vui. We went to the zoo. Goodness. We had a lot. Và cả luôn đi tới sở thú, rất là vui. Fun and. Chris stays home in Colorado working. Lúc đó anh Chris ở bên Colorado làm việc tiếp tục. Even from across the country, Chanel senses a change in her husband. How did your daughter describe it? Did she? Người vợ của anh Chris cảm giác được có chuyện gì xảy ra với anh ta. Và đài hỏi ba má của cô Chanel, mọi người cảm thấy như thế nào vào lúc đó? Say it happened suddenly. A few weeks, maybe a month, just cold as ice and not responding and replying. Text messages between Chris. Khi mà vợ của anh Chris send message cho anh ta hoặc là gọi điện thoại thì anh ta cũng không có trả lời. Đây là những cái message mọi người sẽ thấy ở trên điện thoại của hai người, anh Chris và vợ anh ta nói chuyện. Chris and Chanel show their marriage unraveling. While you are working and. Là cái message như vậy. Living the bachelor life, I'm carrying our third and fighting with our two kids daily. It's not. Trong lúc anh sống một mình, hiện tại tôi thì đang lo cho hai đứa con và cũng đang có thai. Hard texting love you and miss you. She was. Anh text cho tôi biết là anh nhớ tôi hoặc thương tôi cũng đâu có phải là khó khăn gì. Looking forward to him getting there. Did you ever at any point feel like anything was going on in their marriage? She just couldn't understand. Đài hỏi cha mẹ của cô Shana, hỏi là hai người có cảm giác hoặc thấy những gì mà có chuyện xảy ra không được tốt giữa anh Chris và vợ của anh ta hay không? Understand why he was so cold. Something had changed. Mm-hmm. Yes, nothing that was really that I could physically see. Đây là người cha nói cho biết giữa hai người có chuyện gì đó thay đổi. Chúng tôi đây nhìn không biết, nhưng mà chúng tôi nhìn không có thấy được, nhưng mà có cảm giác là có chuyện gì đó thay đổi. I don't know how you fell out of love with me in 5. Là cô Shanna, cô gửi cho anh Chris, cô nói, tôi không biết tại sao mà anh không có còn thương tôi nữa. And a half weeks. I left you, you couldn't take your hands off me. Chỉ có 5.5 tuần thôi. Lúc đó tôi rời khỏi đi thăm gia đình của tôi thì anh lúc nào muốn gần gũi với tôi. You show up and I have to practically ask for a kiss in the airport. A few minutes later. Kết cuộc thì tôi cũng kêu anh hôn tôi ở sân bay. Later, she adds, if you are done, don't love me, don't want to work this out, not. Sau khi đó thì cô ta send thêm message cho anh Chris biết. Nếu anh đã xong và anh không còn thương tôi nữa
Cha cũng không có muốn nói về chuyện này. Cha không được vui. Và ở chung với nhau cũng vì đứa nhỏ. Thì hãy nói cho tôi biết. Not happy anymore and only staying because of kids. I need you to tell me. I'm not just staying because of the kids. Sau khi đó thì anh Chris trả lời, tôi không phải ở lại vì mấy đứa con, mà tụi nó là cái đèn soi sáng. They are my light and that will not change. I'm not sure what's in my head. Và tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra trong đầu óc của tôi. What did she told you? She just told me that Chris said he wasn't happy anymore. Đài hỏi bạn của cô Shanna, lúc đó cô ta nói cái gì? Thì người bạn của cô Shanna trả lời cho biết, anh Chris lúc đó, anh nói anh không có được vui về chuyện này. And once they are back home, the relationship appears to be going from bad to worse. Sau khi cô Shanna đã trở về nhà, hai người sống với nhau, thì giữa hai bên càng ngày càng tồi tệ thêm nữa. Shanann texts her friend. Chris told me last night. Lúc đó cô Shanann, cổ chat cho bạn của cổ. He's scared to death about this third baby and he's happy with just Bella and Celeste and doesn't want another baby. Và anh Chris, anh nói anh không có muốn thêm một đứa con nữa. Anh chỉ có thích hai đứa con đó thôi. Người tên là Bella, người tên Cici, vậy thôi. Và anh không muốn thêm một đứa con khác. He has changed. I don't know who he is. Là anh Chris đã thay đổi. Tôi không biết anh Chris là ai nữa. With her crumbling marriage in mind, Shanann goes on that business trip to Arizona, leaving. Trong lúc xảy ra như vậy, cô Shanann đã đi làm việc tiếp tục. Chris with the girls and her bubbly self behind. She wasn't herself. Và lúc đó thì anh Chris ở nhà với hai đứa con. Trying really hard, but her mind and her heart were really with what was happening in her marriage. Trong lúc cô đi làm, thì đầu óc của cổ cứ lo ở nhà thôi. Đi làm thì đi, nhưng mà vẫn rất là lo. I sometimes can be bitchy and he gets that side of me. I know I tend to make him feel like he isn't able to do things because I have... Cô Shanann nói cho biết có nhiều lúc tôi đây hơi cự nữ anh ta. Có chuyện là nhìn giống như tôi là cái người quyết định mọi chuyện. She was trying to figure out how she could fix it. She was very much analyzing everything she said or did. Did she ever suspect? Đây là người bạn của cô ta nói. Và lúc đó, cô ta muốn sửa lại đâu ra đó để cho gia đình ấm êm lại như trước. Another woman. I think that she entertained the idea because she did get... I don't know if she checked the bank account or if she got an alert on her phone. An alert. Thì cô Shanna đã nghĩ là anh Chris, anh có một người phụ nữ khác. Tại vì cô ta đã check ở trong điện thoại. Rồi chắc trong nhà bang. Và lúc đó thì có một cái alert báo cho cô ta biết. To a credit card charge from the Lazy Dog Sports Bar that certainly looked fishy. Cái nhà hàng tên là Lazy Dog. Khi mà anh Chris vô đó ăn thì tới 60 mấy đồng. $62 salmon dinner that's literally not adding up. Trong cái nhà hàng đó là 62 đồng. Cái đó nhìn quá nhiều cho một người ăn. He realizes or believes that that's too much money for just one person and suspects that Chris is having dinner with somebody else. Cô ta nhìn thấy có lẽ là anh Chris ảnh ăn tối với một người nào đó. Tại vì một phần ăn không thể nào lên tới 60 mấy đồng trong cái chỗ nhà hàng đó. And her suspicions are right. That somebody is a young, pretty brunette named... Và những gì cô ta nghĩ đều là đúng hết. Anh Chris có quen một người bạn gái khác, một người trẻ tuổi này. Nicole Kessinger. This... Cô này tên là Nicole. This is audio from an interview she would later give police. Đây là cuộc phỏng vấn cô Nicole đã phỏng vấn với cảnh sát. Got along really well. I thought what we had, it was very comfortable for me. Chúng tôi rất là thân mật và cảm thấy thoải mái khi gặp nhau. I enjoyed it. I think he did very much as well. Và tôi nghĩ tôi đang enjoy về chuyện này. Và tôi nghĩ anh Chris cũng đang enjoy khi gặp tôi. Kessinger is a coworker in Chris's office. And cô Nicole là người làm chung với anh Chris ở hãng. And he tells Nicole that he is separated and that they're working on getting a divorce. These... Anh Chris, anh nói với cô Nicole là anh sửa soạn ly dị. These are photos released by authorities of their time together. He didn't... Đây là những hình ảnh mà nói hai người này đã cặp nhau như thế nào, của cảnh sát báo cho biết. He didn't have a wedding ring on his finger. He didn't even mention his kids right away either. Cô Nicole nói cho biết là anh ta không có nói là anh ta có đeo cái nhẫn đám cưới và cũng không có nói là anh ta có hai đứa con trong lúc đó. Vào một ngày nào đó, thì anh Chris nói cho tôi biết là anh ta đã có hai đứa con. It was kind of cute. I was like, oh, he's a dad. Cô Nicole, cô nói cho biết
Ta nhìn như vậy thì rất là cute, rất là dễ thương. Anh Chris là một người cha. Relationship between Chris and his coworker mistress heats up pretty quickly. Anh Chris và cô Nicole quen nhau và rất là nhanh, thân mật với nhau. And Kessinger describes it as being very passionate, that they were having sex 3-4 times a day in the beginning. Theo cô Nicole còn nói cho biết, giống như hai người rất là thân thiện với nhau, ngủ chung với nhau một ngày 2-3 lần đó. To be falling hard for Nicole, searching on Google. So, did he ever tell you that he loved you? Yes, he did. Did you ever tell? Hỏi là anh Chris có nói là anh thương cô hay không? Thì cô trả lời, yes, he did. Tell him the same? A couple times. By all accounts and by all descriptions, it sounds like they were beginning a dating and intimate relationship. Đây là ông Michael. Ông nói cho biết, nhìn theo cái hiện tượng như vậy là anh Chris và cô Nicole đang thương nhau rất là nhiều. A blossoming romance with love letters and all. Have you read the... Và anh Chris, anh gửi rất là nhiều cái lá thơ tới cô Nicole. Đây là những lá thơ tình. Love notes that Chris Watts was writing Nicole Kessinger. Đó là những cái... ấy thơ mà của anh Chris gửi cho cô Nicole, đây là toàn là viết về những cái yêu đương này kia không. Like you turn me on, you make me melt, and then you cool me off like rain. Và nói giống như là you turn me on, you make me melt. Sau khi đó thì you cool me off just like rain. Really? They had gone to a Mustang car museum. Anh Chris và người bạn gái mới của anh ta là cô Nicole đi tới những cái chỗ Mustang Museum and hiking in the sand dunes. Sau khi đó hai người đi tới sand dune là chỗ cát không để đi chơi ở chỗ đó nữa. All these videos and photos, including nude pictures of Nicole, would end up in a secret app camouflaged as tất cả những hình ảnh mà anh Chris ảnh chụp chung với cô Nicole, cả luôn những hình ảnh và những phim mà anh Chris với cô Nicole hôn hít với nhau ở trên giường, đều nằm ở trong cái app. Cái app này thì để cái hình ở ngoài là calculator, là có nghĩa là máy tính, nhưng mà đó là hình ảnh để ở trong đó. As a calculator in Chris's phone. My daughter. Nằm trong điện thoại của anh Chris. She had no clue. She was clueless. Là người má của cô Shannon nói cho biết là cô ta không biết chuyện gì xảy ra hết. Back in Arizona, a storm delay Shannon's flight home. At dinner, she confides in her closest friends. She was... Trước khi cô ta đi về, sau chuyến làm việc ở bên Arizona, cô ngồi ăn và nói với những người bạn của cô ta. Definitely wanting her friends to be able to give her some advice, support. Her friends... Cô ta đã nói với bạn cô ta biết về chuyện cá nhân của cô, để cho những người bạn cho cô thêm ý kiến coi làm như thế nào, như thế nào. Don't know it then, but the very next day, Shannon would vanish. Những người này thì không có biết cô Shannon ngày kế tiếp đã bị mất tích. Her disappearance hits the news. Tonight, police issued a missing endangered. Cô ta mất tích, những đài tin tức đều báo cho biết về chuyện này. Shannon Watts and her two daughters. Nicole... Đài nói cho biết là cô Shannon Watts và hai đứa con của cô ta đã bị mất tích rồi. Nicole Kessinger learns Chris's wife is not only missing, but she's 15 weeks pregnant and decides to go to the police. Sau khi đó thì cô Nicole cũng biết được là vợ anh Chris không phải là ly dị, vợ anh ta đang có thai 15 tuần rồi, đang bị mất tích. Thì cô ta đã đi vô trong cảnh sát báo cho biết. I just realized that he was lying to me and I was like, well, if you can lie to me about this. Cô Nicole, cô nói cho biết, theo cô nhìn thấy, thì anh Chris đã nói xạo với cô ta. Thì cô nghĩ, nếu anh Chris đã nói xạo với chuyện này, thì có thể xạo nhiều chuyện khác nữa. Cô cũng không biết chuyện gì mà anh Chris còn xạo với cô ta nữa. Exactly what police want to know. In another interrogation room, Chris Watts makes a rather unusual request. Và trong lúc này, thì anh Chris, anh đang ngồi bên một cái phòng khác. Cái phòng đó, những người điều tra đang ngồi bên kia. Đây là phòng thứ hai. Cô Nicole thì đang ngồi bên phòng thứ nhất. Trong lúc những người đang hỏi anh ta, thì anh ta yêu cầu cho anh ta gặp người cha của anh ta. Asking for his father instead of an attorney. Đáng lẽ là anh ta phải yêu cầu cho gặp luật sư. Không ngờ thì anh ta lại yêu cầu cho gặp người cha của anh ta. Can I talk to my dad or something? What he reveals with the camera. Và anh nói, làm ơn cho tôi gặp ba của tôi. Đây là phần 3, ác quỷ, ngụy trang. Nhớ viết comment ở phía dưới.
thì Andy sẽ cố gắng làm thêm cho mọi người. Nếu mà được nhiều người like, đó thì mới tính nha. Ok, chào tất cả. Bye bye.